đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê mời các bạn cùng ra vườn. Các bạn, đây là cây chè nhé. Mình sẽ hái lá chè để chia sẻ về chè. Chè đang ra hoa rất là đẹp như thế này. Cắt vài cái lá chè. Lá trà tươi nếu trong vườn nhà mình có thì chúng ta sử dụng lá trà tươi, hoặc không có thì các bạn có thể dùng trà khô các bạn nhé, đều được hết ạ. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng có những trà tươi được để dùng, với điều kiện là mỗi người ấy. Việc bổ sung thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ nội tạng không chỉ mang lại cho chúng ta hiệu quả tối ưu nhé, khi mỗi chúng ta đều có ý thức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm mỡ khác nhau các bạn ạ. Phần lớn lượng mỡ mà chúng ta cảm nhận được bằng mắt như là dưới lớp da tay, da bụng hay là phần đùi nhé, đều chúng ta nắn bóp được cái gọi là mỡ dưới da. Trong khi đó, mỡ nội tạng là một trong những chất béo ẩn và lưu trữ trong khoang bụng. Tại sao mà bụng của chúng ta hay bị béo, nhất là phần bụng dưới? Phụ nữ thì ở bụng dưới, phần trên, phụ nam giới thì phần bụng mỡ ở bụng trên các bạn ạ. Tích trữ một lượng lớn mỡ nội tạng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nên là cứ gọi là bụng bia hay là bụng bầu đấy, là do mỡ quá nhiều ở phần bụng. Do đó, việc ngăn ngừa gia tăng và kiểm soát mỡ nội tạng trong cơ thể là một điều hết sức cần thiết. Chúng ta cần phải loại bỏ nó để tránh được cái tình trạng là mỡ thừa quá nhiều nhé. Trong trà xanh có chứa chất tannin giúp cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo và giảm chất béo trong cơ thể ra ngoài, như cà phê. Caffeine nhé, là một trong những chất chống oxy hóa tự nhiên có trong trà xanh và có tác dụng làm tiêu lượng mỡ nội tạng đi ra khỏi cơ thể ạ. Trà xanh còn là một loại nước uống gần như không chứa calo, phù hợp với những người đang trong quá trình giảm mỡ nội tạng và giảm cân ạ. Thói quen uống trà xanh mỗi ngày sẽ góp phần giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng và duy trì vóc dáng được khỏe mạnh lý tưởng các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi rửa phần trà xanh đây ạ, cả hoa trà xanh nhé. Đấy. Bây giờ là cái trà đang ra hoa rất là nhiều các bạn, hoa cũng rất là thơm và chúng ta uống hoa cũng rất là tốt nhé. Và bây giờ mình sẽ rửa một ít ạ. Trà nhà mình trồng trong vườn đấy, nhà ngoại mình trồng trong vườn đấy ạ. Không có thuốc cho nên là có thể là không lo gì cả nhé. Chỉ sợ là các vi sinh vật thôi. Chỉ cần vài lá trà xanh là chúng ta đã đủ được một ấm trà các bạn nhé. Mình chỉ cần rửa như vậy thôi, không cần nhiều quá, và vài hoa là đủ. Khi đã rửa sạch sẽ rồi, các bạn chuẩn bị cho mình một cái ấm trà và mình sẽ cho vào. Mình đun ấm nước sôi các bạn nhé. Cái phần lá trà thì các bạn tráng đi cho mình. Mình cảm thấy vừa cái trà của mình ấy,
có mọi người rửa xong thì sợ đấy thì để lắc lắc cái ấm để cho cái phần lá trà nó đều ra nhé. Các bạn sẽ dốc bỏ cái nước đầu này đi cho về. Bây giờ sẽ đến phần mình ăn trà, các bạn sẽ rót cho mình nước sôi vào. Nước mình vừa đun sôi nhé, khoảng nước khoảng độ 90 độ. Các bạn để cho mình khoảng 5 phút thì cho lá trà nó ngấm ra nhé. Nước thì mình sẽ rót ra để uống ạ. Khi mình để 5 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ rót phần này, nước trà này ra. Mình mời các bạn thưởng thức trà với mình. Hỏi phần lọc ạ. Nó có mùi thơm của hoa rất là thơm và dễ uống các bạn ạ. Không bị chát quá, trà xanh thì dễ uống hơn là trà khô nhé. Khi chúng ta sử dụng nước trà này uống hàng ngày thì chúng ta cần kết hợp với chế độ ăn kiêng nhé. Phù hợp với lối sống lành mạnh. Tức là chúng ta không nên ăn những thực phẩm quá nhiều đồ như dầu mỡ chiên lên ạ. Hoặc là thực phẩm ăn sẵn nhé, đồ đông lạnh sẽ rất là không tốt. Và chúng ta có thể kết hợp với thể dục thể thao một cách hợp lý, sẽ giữ cho cơ thể của chúng ta săn chắc và đốt cháy được cái phần mỡ thừa một cách hiệu quả ạ. Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa uống nước trà và với thói quen sinh hoạt của chúng ta thay đổi một chút sẽ giúp cho chúng ta đem lại kết quả nhé, giảm mỡ trong cơ thể và giúp chúng ta có một thân hình chuẩn như là mong muốn của chúng ta. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn về cách uống nước trà để đốt cháy mỡ bụng, mỡ nội tạng và thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Lưu ý các bạn nhé, sáng sớm chúng ta chưa ăn gì thì đừng nên uống nước trà. Mình không quen ấy, thì sẽ dẫn đến tình trạng cồn cào ruột gan. Khi chúng ta uống nước trà thì nên ăn xong thì chúng ta mới uống nước trà nhé. Hoặc là buổi tối chúng ta có thể uống một ly nước trà trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngày càng khỏe mạnh ạ.